Một nhà hàng món Thái chuẩn vị mới toanh ở Tân Bình mà các bạn đã biết chưa? Nhà hàng này thì Phúc đã đi được vài chi nhánh nhưng mà phải công nhận là không gian bắt mắt, sạch sẽ mà hương vị món nào cũng ngon. Phúc là fan đồ Thái cho nên ở đâu có quán Thái ngon thì Phúc buộc phải tới để thưởng thức thôi. Món đầu tiên Phúc sẽ khai vị với món súp tôm dùm hải sản vị béo vô cùng luôn, kết hợp với lại vị ngọt chua cay thơm lừng sôi nhẹ trên lửa nhỏ. Về em tôm mực khá là tươi giòn nấu cùng với lại cà chua bi và nấm linh chi. Món này mở hàng mà team mình ai cũng thích hết trơn á, vị tôm dùm ngon xỉu luôn. Nói thiệt là gọi cái món này là đúng ý mọi người luôn cho nên mọi người nhìn thấy cái nồi nhỏ sạch sẽ là hiểu rồi ha. Món thứ hai Phúc ăn lần đầu được bà nhân viên giới thiệu là cái món heo một nắng chao dầu, cái món vừa đẹp vừa ngon kèm theo một cái chén sốt ăn cùng với lại xôi và rau củ. Riêng cái phần heo á được chiên qua với lại nước sốt rồi cho nên cái món này khỏi chấm nước chấm cũng rất là đỉnh luôn nha. Xôi dẻo thơm chấm với lại nước sốt là đúng bài nè. Có vẻ như chưa một cái quán Thái nào mà Phúc đi Phúc chưa gọi cái món bạc Thái trơn á, bởi vì nó giống như là cái kiểu ăn riết ghiền luôn. Phúc trộn các loại gia vị nguyên liệu như là tôm, trứng, đậu hũ, giá hẹ thêm chanh thì rất là ngon nha. Món ăn mà team Phúc tối nay ai cũng mê là cái món cá chẹm sốt tam vị, mà cái món này là món signature của quán luôn. Cá chẹm chiên sốt chua ngọt cùng với lại ớt chuông ăn rất là cuốn luôn nha. Tuy nhiên có một cái món mà các bạn phải gọi ra ăn liền đó là gỏi miếng hải sản nha. Món này ăn giống như là mì lạnh Hàn Quốc vậy á, được trộn cùng với lại tôm mực, nấm mèo, thêm rau cần với lại vị gỏi vừa ăn. Buổi tối kết thúc với lại món xôi xoài và chè Thái nhà hàng Trang Modern Thai Cuisine nằm tại số 110 đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình. Đừng quên nói lại để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha.